Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 100. Bái kiến Hư Lão. Năm 31 tuổi, Hòa Thượng đã trải qua nhiều chuyển biến. Cuối năm Dân Quốc thứ 37, 1948, Ngài đến Nam Hoa Tự ở Tàu Khê, Quảng Đông. Theo dương nguyện, Ngài triều bái chân thân của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng và lễ bái vị tông môn Bắt Đẩu hiện đại, Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lúc bấy giờ 109 tuổi, và Hòa Thượng Hư Vân đã thâm nhận tướng pháp khí long tượng của Hòa Thượng, nên không lâu sau ủy nhiệm Hòa Thượng làm giám học của Luật Học Viện và là tôn kiến sư A Xà Lê cho Tam Đàn Đại Giới. Hư Lão đã ân chứng cho Hòa Thượng như thị như thị. Hòa Thượng nhân đó làm kệ: Dân công thấy tôi nói như thị, tôi gặp dân công chứng như thị, dân công và tôi đều như thị, phổ nguyện chúng sanh cũng như thị. Hòa Thượng kể: Khi đến Nam Hoa Tự, tôi tham lễ là Hòa Thượng Hư Vân, cảm tưởng như con trẻ thấy mẹ. Du tử trở về nhà, bao năm ngưỡng mộ nay được thỏa nguyện. Đồng thời Hư Lão đã hơn 100 tuổi, nhưng Ngài chẳng cho ai biết, nói là mình hiện được 90 mấy tuổi. Về sau người ta biết được Ngài đã hơn 100 tuổi là do sau này Ngài nói ra. Ở Trung Quốc có một người mà tôi đặt tên là Hồ Náo Phá Đám, nói chuyện giống như con nít, cho là Hư Lão không phải 120 tuổi. Hiện nay có số người vô tri cũng nói theo y, thậm chí người ngoại quốc tự cho mình là học giả cũng đều công nhận lời của y, rằng người đó đó nói vậy vậy. Thật ra y vốn là một người vô tri, hoàn toàn không hiểu Phật Pháp. Tôi thường ngấm ngầm quan sát Hư Lão và thấy từng hành động cũng như lời nói cử chỉ của Hư Lão không khác gì người thường. Nhưng Ngài đã lấy mình làm gương, tự chịu khắc khổ, đây là điều người thường không làm nổi. Nhân lễ giới đàn mùa xuân, lúc đánh bảng thức chúng, tôi thường nghe có tiếng cọp rống từ gần đến xa. Thì ra nó là đệ tử quy y Hư Lão. Cứ mỗi lần tới kỳ truyền giới là nó về chùa hộ về đạo tràng, ban đêm thì rút vào trong động núi phía sau chùa. Tôi tới trú tại Nam Hoa Tự cũng giống như đến nước Nhật Bổn vậy. Lần đầu tới Quảng Đông, tôi đã không hiểu tiếng Quảng Đông. Lúc đó tôi cũng như thổi lửa bằng cây cán bột, nên không thông một chỗ nào. Nói về Trung Quốc là nơi có năm ngôn ngữ địa phương, nên người Hoa không hẳn đã hiểu hết hoàn toàn tiếng của người Hoa. Lúc đó thầy Duy Nhân Âm Độc là người Quảng Đông. Trong lớp học tôi hỏi thầy chuyện gì, thì nếu thầy không nói mô à, mụ à, không có, thì nói là mê à, cái gì? Cho nên tôi cũng không biết. Mụ a, mế a là nghĩa gì? Tôi thật không hiểu thầy nói chi hết. Lúc tôi làm hương đăng ở Điện Tổ Sư, bởi thầy trí tham, vì tham vấn và tôi rất hợp ý nhau, nên thầy đề nghị với Hư Lão là tôi ra sao ra sao. Sau đó Hư Lão lập tức cho gọi tôi tới phòng phương trượng, phái tôi đến Học Viện Giới Luật nhậm chức giám học. Tôi ở Đông Bắc vì đã lập ba điều thệ nguyện. Thứ nhất là rét chết không phan duyên. Thứ hai là bất càn kinh sám, không đi tụng kinh mướn. Thứ ba là không làm tri thức. Cho nên tôi nói, con từ dặn dặm đến đây vì liễu sanh thoát tử, thân cần thiền tri thức. Hư Lão như quả có thể bảo đảm con giết sanh tử, dù có vào nước sôi lửa bỏng, tan thân nát thịt, con cũng không từ nan. Hư Lão nói, tự mình sanh tử tự mình kết thúc, ai ăn cơm nấy no. Nếu tôi bảo đảm sanh tử của chú, tức là dối gạt chú rồi. Tôi tuyệt nhiên không thể nói như vậy được. Tuy là vậy, tu hành đặt trọng sự tu đức bên trong, công quả bên ngoài, phước huệ song tu mới có thể thành tựu được. Chú không nên chỉ lo cho mình, mà hãy học hành Bồ Tát, hộ trì thường trụ và phục vụ cho đại chúng. Một khi phước huệ viên toàn, tự nhiên sẽ dứt đường sanh tử. Hư Lão thấy tôi giữ một mực chối từ, nghiêm túc nói, chú từ Đông Bắc đã không ngại đường xa vạn dặm đến thân cận tôi, nếu lại không nghe lời chỉ thị của tôi, vậy còn nói gì là thân cận nữa hả? Các vị hãy còn trẻ mà không chịu làm chút việc, để cho lớp già gánh vác toàn bộ nỗi sao.
Hư lão nói như vậy rồi, tôi chỉ có cách miễn cưỡng ưng thuận mà thôi. Ha ha ha, 问什么的说呵。